Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi cách làm báo cáo thống kê trong Excel. Phần hôm nay chúng ta đã đi đến là phần thứ 5 rồi, đúng không? Bạn nào muốn theo dõi các phần trước đó thì chúng ta có thể vào cái kênh tin học văn phòng THT, chúng ta theo dõi các phần trước. Còn trong cái phần báo cáo ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách làm báo cáo nhập xuất tồn kho theo thời gian. Và đây tôi chủ yếu sử dụng hàm sum if s, tức là hàm tính tổng có nhiều điều kiện. Bạn nào chưa vững về hàm sum if s thì chúng ta có thể vào cái video mà tôi đã hướng dẫn, đó là các hàm tính tổng trong Excel. Ở cái video đó tôi đã liệt kê tất cả các hàm có thể tính tổng trong Excel, hàm tính tổng có điều kiện, có một điều kiện, có nhiều điều kiện. Thì chúng ta xem kỹ hơn. Đây là cái file mềm về quản lý bán hàng hay là quản lý hàng hóa trên Excel. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp báo cáo nhập xuất tồn trên cái file mềm này. Đầu tiên chúng ta nhé, để làm được cái file mềm như thế này thì đầu tiên chúng ta gồm có các thông tin như sau. Thứ nhất là trong cái file mềm này của tôi sẽ có các thông tin về doanh nghiệp này. Đây là thông tin doanh nghiệp của chúng ta này, chúng ta có thể nhập bằng bàn phím vào. Thứ hai là cái danh mục hàng hóa hoặc danh mục sản phẩm mà công ty hay cửa hàng mình buôn bán hoặc là sản xuất, danh mục hàng hóa. Đấy, có đơn vị tính này, cái số lượng, cái tổng tồn kho ban đầu khi sử dụng file, tức là nếu như các bạn chưa sử dụng file mà bắt đầu các bạn sử dụng file thì các bạn thống kê thực tế, các bạn nhập vào vào đây. Đấy là danh mục hàng hóa. Cái thứ ba mà chúng ta cần chuẩn bị đó là danh mục nhà cung cấp. Danh mục nhà cung cấp chúng ta phải nhập. Cái thứ tư, cái thứ tư, cái bảng thứ tư đó là danh mục khách hàng. Danh mục khách hàng, đúng không? Rồi sau đến là danh sách nhập hàng, cái danh sách hàng nhập. Đấy, chúng ta có ngày nhập này, chứng từ này, đấy là phiếu này, mã hàng này. Mã hàng chúng ta có thể nhập bằng tay để tránh sai sót, thì chúng ta có thể nhập chọn cái nguồn từ cái danh mục hàng hóa để cái mã hàng chúng ta tránh sai sót. Chúng ta chọn, chúng ta làm cái danh mục kiểu giống như cái này để lựa chọn như này. Đấy, chúng ta có thể làm combo book, hộp hải sổ xuống để chọn với danh mục hàng hóa, hoặc chúng ta có thể nhập trực tiếp bằng tay. Làm cái trường hợp công bố sổ xuống như thế này thì chúng ta đỡ sai sót khi chúng ta nhập mã hàng, nhưng mà chúng ta lựa chọn nó sẽ lâu hơn. Đấy, cái mà tạo hộp thoại sổ xuống như này thì mình đã có một video hướng dẫn là tạo hộp thoại sổ xuống ở trong Excel. Thì chúng ta có thể, nếu chúng ta muốn làm, chúng ta có thể xem theo dõi cái video đấy để chúng ta tạo được cái combo book sổ xuống như này trong Excel. Đấy, đây là cái danh sách này. Tên hàng thì các bạn có thể dùng hàm VWAP, chúng ta lấy theo mã hàng, không chúng ta cũng nhập bình thường. Thì cái vấn đề này mình sẽ không không nói đến nhé. Ở đây mình chỉ nói đến là mình sẽ có một cái danh sách hàng nhập như này, đúng không? Mỗi ngày nhập bao nhiêu mình sẽ nhập số lượng vào đây. Đấy, giá nhập mình nhập vào, đúng không? Dựa vào giá nhập của số lượng mình thành tiền. Rồi danh sách hàng nhập là chúng ta phải thiết lập và chúng ta nhập nhập dữ liệu vào. Sau đó danh sách hàng xuất khi mà chúng ta bán, đúng không? Chúng ta cũng phải nhập dữ liệu xuất hàng vào, hàng xuất vào đây. Đấy. Ngày hôm nay xuất bao nhiêu, mặt hàng là gì, số lượng là bao nhiêu, đúng không? Giá xuất, chúng ta nhập một giá, nhưng chúng ta gì? Xuất một giá. Đấy. Số tiền phải thu là bao nhiêu, tiền vốn. Tiền vốn tức là tiền mà mình nhập vào ấy. Và phải thu, đó, sau chúng ta sẽ tính cái gì? Lãi lỗ. Cái video hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn báo cáo lãi lỗ, đó, công đoạn phải thu, công đoạn phải trả lãi lỗ trong Excel. Đây mình chỉ quan tâm đến số lượng nhập và số lượng gì, số lượng xuất, số lượng hàng nhập này và số lượng hàng gì, hàng xuất. Những cái số lượng nhập, số lượng xuất này mình phải nhập trực tiếp vào, đúng không? Và dựa căn cứ vào số lượng nhập, số lượng xuất, căn cứ vào thời gian nhập, thời gian xuất, chúng ta sẽ đi làm báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo khoảng thời gian và theo từng mặt gì, mặt hàng. Theo đề cái này là báo cáo tổng hợp, cái trên này là tổng này, cái dưới là cụ thể theo từng từng mặt hàng.
là công việc chúng ta chuẩn bị nhé, cái ba cái file đầu vào của chúng ta, ba cái bảng đầu vào là chúng ta là này đấy, tùy theo chúng ta không cần có thông tin này cũng được chúng ta là, nhưng chúng ta nhất chúng ta phải có danh sách hàng nhập, danh sách hàng gì, hàng xuất. Ở đây mình báo cáo số lượng nhập xuất tồn thì mình chỉ quan tâm đến phần số lượng, quan tâm đến mục mã hàng và quan tâm đến ngày nhập và ngày xuất để chúng ta đưa ra bảng báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn trong kỳ. Tồn trong kỳ thì mình sẽ bằng nhập trừ đi nhập cộng xuất đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhá. Bây giờ mình sẽ là tổng nhập trong kỳ đó, cái từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 28 tháng 5 năm 2007 đối với mặt hàng mực in 2.900 thì nhập bao nhiêu, xuất bao nhiêu và gì tồn bao nhiêu đúng không? Bây giờ mình sẽ nhập, bây giờ mình sẽ sử dụng hàm sum if, sum if s, nội hàm sum if s là hàm tính tổng có nhiều điều kiện. Và chúng ta kết, chúng ta nhấn phím tab cho phím chúng ta chọn hàng. Hàm sum if s nó có rất là nhiều đối số. Cái đối số đầu tiên của chúng ta là cái vùng cần tính tổng. Đây là tổng nhập trong kỳ đúng không? Thì vùng tính tổng sẽ là cột số lượng trong cái bảng nhập hàng. Chúng ta kích sang sang cột nhập hàng nha. Chúng ta kích sang cái sheet, cái bảng tính nhập hàng. Chúng ta kích vào cái cột số lượng, chúng ta kích vào cái chữ H này để chúng ta tính tổng cả cái cột đấy. Đấy, chúng ta chọn, khi chúng ta thêm dữ liệu vào bên dưới, thêm dữ liệu vào những ô bên dưới này thì cái bảng sheet nhập xuất tồn tự động nó sẽ cập nhật. Nếu chúng ta mà bôi vùng dữ liệu thì đến cái vùng này thôi, đến sau chúng ta nhập qua cái vùng đấy thì số lượng ở nhập xuất tồn nó sẽ không cập nhật. Vậy mình sẽ chọn toàn bộ cái cột cần tính tổng là cái cột số lượng, chúng ta kích vào chữ H này. Đấy, xong rồi cái xong cột cần tính tổng nhá, cột cần cái vùng tính tổng chúng ta chính là cái cột H là cột số lượng. Phải vùng điều kiện 1 mình đang tính là tính tổng theo tổng nhập theo điều kiện 1 là tên hàng. Điều kiện thứ hai là ngày bắt đầu. Điều kiện thứ ba là ngày kết thúc. Tại vì đây mình đang tính tổng số lượng tồn của từng mặt hàng theo khoảng thời gian đúng không? Vậy thì vùng điều kiện 1 của mình chính là cái cột mã hàng. Đấy, cũng để cái trường hợp, tránh trường hợp mà chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta bôi vùng dữ liệu và thêm một dữ liệu phải lựa chọn lại thì chúng ta chọn cả cột đúng không? Thế vậy mình sẽ tìm tính cái cột này, cột A, B, C đúng không? Thì bây giờ mình sẽ rớt cái hàm nó che mất nhá. Thì mình cứ kích sang cột số này, mình lại kích lại vào cột nhập này. Đấy, nó bị che mất nhỉ. Bị che mất, bây giờ mình trong trường hợp bị che mất như này thì cái cột đây là cột cột A, cột B, cột C, cột D, cột E. À vậy là cột E mình phải có gõ hai chấm, nó cột E vì tại vì hàm nó che rồi mình gõ hai chấm nó cột E này. Đấy, thấy chưa? Chấm phẩy một cái. Vùng điều kiện này, vùng điều kiện sau rồi vùng điều kiện là vùng cột mã hàng nhé, mình sang sang cái ship nhập xuất tồn. Điều kiện của mình là đây, đây là điều kiện này. Đấy, vùng điều kiện, điều kiện à, vùng điều kiện của tôi là cái cột mã hàng bên bảng nhập và điều kiện chính là cái một cái chính cái hàng mà mình đang muốn thống kê ở bên bảng nhập xuất tồn. Chấm phẩy. Vùng điều kiện 2 chính là cái ngày bắt đầu, từ ngày bao nhiêu đúng không? Vậy vùng điều kiện 2 chính chúng mình lại kích sang cái cột nhập. Mình chọn cột gì? Cột ngày, ngày đây chính là cột C, mình kích vào cột C. Rồi vùng điều kiện 2 chấm phẩy. Điều kiện 2 của mình là lớn hơn. Có trong khoảng về lớn hơn cái ngày mình nhập vào, à lớn hơn những cái cụm dấu như mình phải để trong dấu nháy kép nhá, lớn hơn này. Đấy, chuỗi là mình để nó kép lớn hơn hoặc bằng đúng không? Và lối chuỗi mình sẽ dùng cái từ lối chuỗi lớn hơn hoặc bằng cái ngày, ngày đây từ ngày mình sẽ kích vào đây đấy, này đây để kéo công thức xuống cho những cái dòng còn lại, các mặt hàng còn lại nó không bị, cái ngày này nó luôn giữ nguyên là D5 thì chúng ta
phải điền địa chỉ tuyệt đối bằng cách nhấn F4. Nếu máy tính nào mà F4 không được, đối với máy xách tay ấy, thì chúng ta nhấn thêm phím Fn cộng F4 để chúng ta cố định cái D5, tức là cố định từ ngày bao nhiêu này mình nhập vào đây. Cái ngày này mình sẽ dùng tí, mình sẽ nhập từ bàn phím vào cái ngày mà mình còn thời gian mình vừa thống kê phải, đúng không? Từ ngày à, nhập vào đến ngày này. Vậy thì sang cái vùng điều kiện thứ ba, và chúng ta lại tiếp tục kích sang cái mục nhập, đúng không? Vùng điều kiện của mình là cái cột này này, chấm phẩy nhỏ hơn, đúng không? Bây giờ là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc gì, bằng, làm trong khoảng thời gian từ bao nhiêu đấy, dấu lớn hơn nhỏ hơn, lớn hơn nhỏ hơn hoặc bằng, mình phải để trong dấu nháy kép. Và nối chuỗi dùng cái phím và shift này, và này, nối chuỗi kích sang mục nhập xuất tồn, kích vào gì, đến ngày. Và cũng tương tự thế, chúng ta sẽ điền địa chỉ tuyệt đối vào cho cái ô D6. Được chưa nhỉ? Đấy, hàm sum if này, vùng cần tính tổng chính là cái cột số lượng ở bên cái bảng hàng nhập. Điều kiện chính là cái mã hàng mình cần thống kê, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, đúng không? Thì vùng điều kiện chính là cột ngày tháng ở bên ship nhập. Đấy, điều kiện mình nhập vào đây. Đây điều kiện này. Tiếp tục vùng điều kiện. Hai cái vùng điều kiện này giống nhau, đúng không? Điều kiện là lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 1 mình nhập vào, và nhỏ hơn ngày 28 tháng 5. Sau rồi mình đóng ngoặc, nhấn Enter. Đấy. Đây là mực này. Mực in thì từ ngày mùng 1 đến ngày nó còn tồn từng ngày. Và mình sẽ thấy mình kéo công thức xuống cho những hàng còn lại, hoặc là mình nháy đúp chuột cũng được. Đấy. Đây là mình đã thống kê được. Đó. À, mình thay đổi nhá. Đây mình sẽ cho là ngày đến từ ngày 1 đến 28 tháng hết tháng 2 đi. Enter. Đây, tháng 2. Tháng 2 này thì tổng nhập trong từ tháng 1 đến tháng 2 mình chỉ có nhập mực thôi. À, mình kiểm tra lại nhá, hàng nhập xem nào. Từ tháng 1 đến tháng 2. Tháng 2 này, tháng 1 này. Đúng rồi, mình chỉ có nhập mực thôi. Đấy. Mực này. Đây. Đây, thống kê hàng nhập. Ví dụ mình sửa một cái thằng gạt mực này nhá, sửa số này thành thành một này. Đấy, thì số lượng của mình nó đang là nó sẽ được cộng thêm. Đấy, số lượng cộng thêm 100 nữa. Enter này. Mình thoát đi nhá. Các bạn nhìn ban đầu này, số lượng nhập của mình là 300, đúng không? Sang là nhập này mình sửa cái ngày đi. Ngày này. Rồi enter. Enter nhá, đây là gạt mực này. Enter. Và sang này, gạt mực sẽ được nhập này. Đấy. À chà, được chưa nhỉ? Đấy là tổng nhập ở trong kỳ. Đấy. Các bạn muốn làm theo quý nhé. Ví dụ như là quý quý 1 chẳng hạn. Quý 1 thì tháng 1, tháng 2, tháng 3, đúng không? Thì các bạn có thể nhập là mùng 1 tháng 1 đến là đến, đây là tháng 3 chẳng hạn. Tháng 3. Đấy. Thì tháng 3 nó có 30, các bạn có thể nhập là 30. Enter. Quý quý nó là 600, giờ nó sẽ tăng lên. Tương tự như thế, chúng ta làm tổng gì, tổng suất ở trong kỳ, và chúng ta cũng sử dụng hàm sum if s. Bây giờ cái vùng mình cần tính tổng ở đây mình sẽ sử dụng cái bảng gì, bảng danh sách xuất hàng, thì mình kích sang cái ship xuất hàng. Rồi, mình cần tính tổng chính là cột số lượng, mình kích vào đây. Đấy, chấm phẩy. Vùng điều kiện của mình, đúng không? Tức là vùng đây, vùng tính tổng này. Vùng điều kiện 1, điều kiện của tôi chính là cái vùng điều kiện đây. Chấm phẩy, điều kiện của tôi chính là cái thằng này. Đấy, tôi tính ở trong cái mã hàng này. Chấm phẩy. Vùng điều kiện 2. Điều kiện 2 lại kích sang xuất chính là cái cột ngày này. Chấm phẩy điều kiện, đúng không? Lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Và này. Kích sang nhập xuất tồn. Đấy, D5 nhấn F4. Chấm phẩy. Và chưa nhỉ?
lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng đến ngày, từ ngày nó bằng đến ngày. Vậy thì vùng điều kiện của mình, chúng ta lại kích sang cột suất. Vùng điều kiện của mình chính là cái cột ngày này, chấm phẩy, đúng không? Bây giờ là nhỏ hơn hoặc bằng đối chuỗi và kích sang cái ship nhập xuất tồn, kích vào thằng này chưa, cũng điền địa chỉ tuyệt đối vào. Vậy thì chúng ta sẽ tính tổng số lượng xuất trong kỳ theo từng mặt hàng theo cái khoảng thời gian như đây. Hàm sum if, mình nhắc lại hàm sum if nha, hàm sum if s, xin lỗi, hàm sum if này, vùng cần tính tổng chính là cái cột cột số lượng xuất, cột số lượng nhập, cột h. Điều kiện một của mình là điều kiện là mã hàng, tức là tính tổng hàng xuất của cái mã hàng này. Đấy, điều kiện một này thì có vùng điều kiện một chính là cột mã hàng, điều kiện chính là cái mã hàng mà chúng ta cần tính, điều kiện này. Cái điều kiện thứ hai là từ ngày, từ ngày. Vậy thì vùng điều kiện nó chính là cột gì, ngày xuất, điều kiện lớn hơn hoặc bằng từ ngày. Vùng điều kiện hai là đến ngày, đúng không? Điều kiện thứ ba là đến ngày. Đây là cái, đây là vùng điều kiện này, còn đây là cả cái điều gì, điều kiện. Có nghĩa là tính tổng cho tôi cái mặt hàng này, từ ngày này đến ngày này, từ ngày này đến ngày này là xuất bao nhiêu, đúng không? Nhấn enter là 39, chúng ta kéo xuống. Đấy, bây giờ mình kiểm tra xem nó có đúng là 39 không nhá. Chúng ta này, mực này, từ ngày mùng 1, từ tháng 1 đến tháng 3 chúng ta sang xuất, sang cái xuất này tháng 1 đến tháng 3 tính tổng nhá. Mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem là cái báo cáo của mình làm sẽ có đúng hay không nhá. Mình sẽ sử dụng hàm subtotal để tính tổng này. Subtotal vùng mình cần sử dụng là cột hàm tính tổng này, tổng chấm phẩy tổng cho mình cái vùng này. Rồi, enter đi, làm hai nhá. Bây giờ mình sẽ kết hợp với lọc dữ liệu, vui đấy, và data này và filter này. Đấy, bây giờ mình chỉ lọc ra cái thằng là mực thôi, đúng không? Ở đây của mình là mực 001, hàm suất mình chỉ lọc ra các cái thằng là mực thôi, mình bỏ đi mực thôi. Ok, đấy, 39 này. Sang nhà xuất tổng của mình sẽ đúng là 39 đúng nhá, 39, thấy chưa? Đấy, đây là cái cách mà chúng ta làm báo cáo tổng nhập trong kỳ, tổng xuất trong kỳ. Thì tồn thì dễ rồi đúng không? Tồn thì chúng ta lấy gì? Tổng nhập trừ đi tổng gì, tổng xuất thì ra tồn. Ở cái tồn này là vì là cái file này, nếu mà bạn nào mà dùng sổ sách giấy tờ mà lần đầu tiên gặp thì bạn cộng thêm cái tồn ban đầu trước khi dùng file Excel, tức là trước khi sử dụng file Excel là cái tồn ban đầu trên sổ của mình bao nhiêu mình nhập vào đây. Đấy, thì mình chỉ có thêm cái phần này thôi, còn không bình thường thì các bạn chỉ lấy gì, tổng nhập trừ đi gì, tổng xuất thì ra tồn. Còn ví dụ bạn thống kê trong tháng 1 chẳng hạn thì bạn chỉ tích vào đây là gì, đó, đây xuất ra theo gì, theo tháng, được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta cái cách chúng ta làm báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo khoảng thời gian cho từng mặt hàng. Cái video của mình hôm nay mình chỉ làm ở đây thôi. Trong một quá trình là mình hướng dẫn, và trong một quá trình mà các bạn thực hành các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment ở bên dưới để hỏi, mình sẽ giải đáp. Và trước khi để làm phần này chúng ta phải xem lại cái video mình hướng dẫn các hàm tính tổng trong Excel nhé, đặc biệt là hàm sum if s. Trong cái hàm tính tổng Excel ấy, mình sẽ nói thì cái hàm vừa, cả cái hàm subtotal vừa đấy mình dùng ấy, thì mình đã nói hết chi tiết tỉ mỉ ở trong cái hàm, các hàm tính tổng trong Excel. Nếu bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể vào này, vào YouTube này, và tin học văn phòng TST này. Các bạn có thể vào danh sách phát này, để mình tìm cho dễ. Danh sách phát, trong cái danh sách phát này các bạn vào cái mục để học Excel nâng cao. Excel nâng cao nhá, vào cái Từng mục Excel nâng cao này chúng ta kéo xuống, chúng ta tìm đến cái video là các hàm tính tổng trong Excel. xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng Cố định
dòng cố định cột, tính tắt lọc dữ liệu. Đây, các hàm tính tổng trong Excel. Đây, nó chính là cái video này. Các hàm tính tổng trong Excel, tính tổng có điều kiện trong Excel. Tận hưởng bữa cơm nhà với Coca-Cola vị nguyên. Đấy, chúng ta sẽ học được cái video này. Mình đã hướng dẫn rất kỹ các hàm tính tổng trong đây. Và cái video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.